quá trời chạy xuống quá trời. Quá trời. Còn nữa lú đu ra nữa kìa. Cái chồng con gì đây. Đó. Anh em mình chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Anh em mình đang bơi xuồng ra khu rừng mới để bắt chuột nha cả nhà. Nay anh Tấn dẫn ra khu rừng mới coi tình hình sao, để bữa nay đường hơi xa nên anh em mình bơi xuồng ra khu rừng mới. Mà đang bơi xuồng đi để anh em mình ra khu rừng mới. Lúc trên này leo qua cây kênh kia đi. Leo qua kênh kia đi chứ. Động nó chạy ra. Điện nó tung ra đó, trên đầu nè. Thấy giật đây kìa. Nhẹ thôi. Anh phải bây giờ sao phải bụm hết mấy cái lỗ mà được chứ. Vậy giờ bụm ở trên đi rồi chọt ở dưới. Bệnh cho đó, dưới này anh đưa cái dao tới anh chọc, dưới này chọc là tung lên đó. Quá tài lỗ nữa. Vậy? Ý là anh thấy nó chạy lên trên thì giờ bắt con trên trước đi. Tại sao bệnh đây? Đưa chọc bự cho anh ba đi. Đâu ông ba gì vậy? Chọc vừa đi anh thức, anh chọc cái anh bệnh sao mà anh kéo dài lại, kéo dài ra. Chụp ngang không á. Ừ vậy đó. Ủa lá cây rớt. Ai hút thì mà. Ừ vậy đó, coi con mọt ấy. Rồi đá cái dưới này chọt lên là nó tung rồi đó hả. Hiểu mà. Đầu trên nghe anh ba. Ừ. Trên nữa, bóp vô nữa mới được. Bóp trên chắc vô á. Đó. Một con, vô rồi. Thư. Bấm lấy. Đưa vô chạy chứ anh thấy con đó đúng không? Bỏ buông đi nó làm nó rồi, chọn tiếp đi. Lấy dùng dây cuộn lại không? Nè lấy dùng dây cuộn ngay đó đi. Anh cầm dây nó, mấy con kia đâu ra được. Nè. Lấy dây cuộn đẩy nó đi. Một em. Con mồi còn mấy dưới đây, mấy dưới là sao? Ở dưới này là ráp bút kịch. Vậy là đưa con đó xuống cho anh Ban Tấn cầm đi. Chụp lứa hay anh Tấn? Lứa. Em lứa rồi nha. Em lứa đầu tiên. Sao? Bây giờ bệnh dưới chọt trên. Tại vì ở trên mình chọt rồi. Thấy giờ nhỏ đâu. Nè. Lỗ đâu? Đây là lỗ. Giờ không tới nữa. Đây là lỗ. Chặt cái miếng gì nhắc đưa tính. Chặt cái bộp á.
con còn không? Còn nữa nha. Được một em. Mày xuống chút rồi đi anh ba. Còn nè, chút lứa bự. Này nè, nắm nó chứ. Đè nó là lòn thay cho nắm luôn. Bên kia còn có bọng không? Có cái bọng bên kia mà không biết có. Còn ngon không? Đi đi đâu anh em qua bạn muốn kia đi coi. Lú động nữa, bấm mày im lắm á. Cái này cục lỏng hay nè. Lú đầu cả. Lú đầu hả? Đâu 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 đâu. Dễ thấy không? Từ 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 từ, lú đầu coi nè. Đâu đâu đâu. Đẻ. Trời ơi, cục đầu. Không có đưa máy vô được à? Không đưa máy được. Cái máy bự quá không đưa vô đây đâu. Cái này bự. Không đưa được cái lú đầu. Bịt ngang này chọc lỗ đó xuống. Trên này cũng có chiếc này có lỗ nha. Thì bịt lỗ đó đó. Bự bịt hết luôn mà. Đừng động quá nha nha. Cái làm chọt nữa đây. Cho nó đu hít vào đây nè. Ừ vậy đó, vậy đưa đó. Quá y mình bài. Quá y. Vậy là ok á, vậy là tung ra đây chứ không đường nào chạy được hết á. Ké cái đú lên đây nè, cho nó chấm. Vậy đó, nó tung ra. Vậy đó. Vậy nè, nó tuôn ra. Đây cái lỗ đó là sao? Không, nó đang bệnh luôn chứ sao? Lỗ ở chỗ cây à? Ừ, nó đang bệnh. Lấy ra đi. Nó nằm trong khúc đó đó, ngay chỗ tay anh á. Chứ chưa lên trên đâu, trên đúng dọc mà. Bình lên anh, bình lên ngoài. Ê lú 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 bình lên ngoài anh ta. Bị lú đầu bình đầu lại đang ngoài nó vụt bây giờ. Chạy xuống đây, chạy đây nè. Ừ, to to. Chạy. Đây nè, chạy đây nè. Lú 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 chạy chạy. Chạy lên nữa hay rồi. Nè nó nè. Đâu vậy? Bự 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 bự. Vô vô vô. Một em. Con coi một á, con coi một á. Một em. Bự nè. Chàng cười. Này hả bụi. Chạy lên chạy xuống chục giấy. Bỗng vậy mà nó không có. Bệnh đi, bệnh, bệnh. Nắm đầu anh ba, nắm đầu trước đi. Nắm đầu vậy lòn tay vô luôn à. Hai một em nữa. Hai bọng hai em. Được không? Ừ. Này được, 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 con này bự mà. Ừ, lỗ chút xíu. Xỉu luôn. Xỉu. Ngon ba, bộ ngon anh ba. Bộ ngon không? Anh ba gặp bọng rồi cả nhà. Bọng chắc im. Cây cục giọt nữa hả? Đâu hết đâu, hết đâu. Bệnh đâu? Ủa, lỗ.
vô nè. Đây vô. Ủa không dữ à. Chỗ mấy trên hết mà. Chỗ mấy đứng đây nè. Ở đây lỗ nè. Mau. Ém lại đi. Nó được bùng. Ém lại. Quốc bùng đắp vô. Em ơi, em nói lại đi. Ôi, không nghe vậy. Vậy đi. Giờ ông đi đâu sao chọt nữa nè. Thấy không? Thấy không? Đâu có lỗ trên. Không lúc giờ chọt lỗ anh bệnh đi chứ sao? Có rồi đó chứ. Có à? Ờ, đúng, quá tài. Ui, hai con. Quá tài, quá tài. Ai ố đi mà. Quá tài, mày quen em. Ui, đúng không con ơi. Còn nữa, còn nữa. Còn nữa, quá tài lắm. Quá tài. Quá tài, chạy xuống quá tài. Đó, đó, đó. Ui, mày lướt luôn. Ui. Quá tài luôn, quá tài. Còn nhóc đây. Nguyên mày, nguyên mày. Quá trời ơi. Còn nữa lú đuôi ra nữa kìa. Cái chục con gì rồi. Ủa một bọc luôn cả nhà. Hết biết rồi chứ. Nguyên bầy mẹ con. Hết rồi vậy. Hết rồi vậy. Trời ơi. Ơi còn. Ừ? Con nhúc nhích. Trời ơi. Một bọc luôn cả nhà. Dịnh ra đi. Chơi này. Bậy bậy khó lấy lắm. Nè nè. Được được được. Không khó lấy lắm. Bịch cái bự khó lắm. Rồi. Đó, rồi vô con hay vậy phải không? Không con rồi hết nè. Trời ơi. Con nội ơi. Con nè. Hết biết cái nhà một bọc luôn. Bọc là ba. Mười mấy con á mà. Trời ơi. Trời ơi nè cả nhà. Một mẹ một bầy con. Mà cái đó giờ bỏ cho nó ra không nghe. Trời ơi cái kia rồi. Anh em dòng họ đó gì kéo ra đây cái bầy cái lũ. Ôi. Bọc luôn nha. Nè. Biết thiệt chứ. Để đợi tôi nắm ra. Hồi nãy anh em mình thấy một chuột nhỏ thế này. Chui ra, cắn chui ra còn con coi. Điểm cái này nó đàng hoàng á. Trời ơi, ông nội ơi, nó tuôn ra. Trời ơi. Cục, cục, cục. Sao ông quỷ nó xuống. Từ từ thôi. Gì vậy anh Tấn? Gì vậy, chạy lên. Chạy nước ngược không hả, nó không chạy nước xuôi. Sao lại? Hết biết luôn. Dẻo cái này. Rồi ôi cái này cái này. Lư đâu hết chứ cái này. Con chim nó sẽ lát đi dữ. Ôi ôi. Vào không? Điếu rồi mấy con, điếu mấy con hả? 2, 4, 6, 9 con. Gì? 9 con. Hết luôn hả? 9 con kia nó 10 á. Ừ, nhớ. Bọn này 9 con hả nè. Ôi ôi nó tuôn tuôn tuôn. Đã thì chứ. Vô ra là mất lệnh ha. Đi đi. Rồi, cái lỗ tròn vo ngon hả? Vậy bệnh trên đó đó. Hả? Bệnh trên chứ chọt lên. Lỗ nữa nè. Lỗ đãi đâu cho coi đó. Mấy ngách là lấy cây bọt lấy cây bọt lên đi. Ngách một hả? Chưa. Bỉnh chưa? Rồi. Lũ mở, lũ mở, lũ mở, lũ mở, lũ mở, lũ mở. Đúng rồi. Học cây học. Dạ dạ nè. Đâu rồi?
lúa mỏ đó, lúa mỏ từ được chưa đó, chặt lại nó ra xuống dưới rồi hả, mới lúa mỏ mà xuống dưới mẹ đầu cây lúa luôn, hai chạy qua khách khác rồi đâu có nào nữa đâu hả, lúa mỏ tôi thấy coi ăn lúa ra nửa con liền. Ừ ủa sao chạy này mẹ chạy lúc ngọn cùng rút qua, rút qua đi đấy, rút qua chọc lại đó. À, không giờ muốn xuống dưới không ra luôn không. Đó. Vô. Tụ ném đâu hay vậy? Bự nha. Rối tung cái không kịp luôn á. Con hay gì à? Con lúc đầu tụ bự. Tiếng là có luôn. Con còn. Thôi đi. Con. Tụ bự nha. Ổ ném. Trời ơi con to. Giang hực. Lại chuột ra kìa. Đâu? Chuột nhỏ nó ra được nào á? Ra ngay chỗ cửa. Cửa. Chụp luôn cho nó vô. Chạy chạy vô luôn. Ê, cái lưới này mày mốt bên này mình phải thay lại mới được. Chuột nãy trọng nó còn ra được á mà. Chuột nó bị chán. Mở bự bự ra đi. Vô, rồi nó vàng tươi luôn. Một em. Quá ngon ha. Đó. Một em nữa. Đâu? Đổ tôi hút luôn hả gì? Có rác luôn hả mà? Được, có thay rác nè. Thay rác, rác này, cái này còn bầm bên đây nè, cứ là nhỏ. Ủa ra nó chết tái rồi. Là chọt tích. Chưa bệnh gì chọt. Thả rác có tới nha. Ừ. Kỳ vậy. Có. Đâu có chọt phải không? Chọt phải chọt phải. Bọng ngon không có vậy. Ê, lu 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 ừ, chạy lên. Bỏ đi, bỏ đi. Chuột nhỏ rồi. Một em nữa. Ở ngoài này có bọng là có chuột ha. Nãy giờ mình đi bọng không quá chứ mà. Khu vườn này chuột nhiều. Đấy đấy, bệnh cá vô. Xuống rồi. Chạy thẳng lên á, chui xuống à. Xuống đây không tỏ động được gom vô nãy giờ mấy chục nhỏ chắc có lọt ra quá đó này còn ngon nữa nè, có bông là có chuột, có bông là có chuột. Bụng lắm hả? Không có đường đi. Đâu? Ôi giời ơi, bụng hết biết bụng. Dạ bắt kịp luôn nha. Kia nó cũng bùng dữ dằn. Đâu có lỗ đâu? Nè. Cái chọc bệnh dưới hay gì? Bệnh dưới là bệnh trên. Bệnh trên đi. Ôi. Bệnh trên đi. Bệnh trên. Lấy giật. Lấy giật nhỏ. Nhỏ được không? Trời ơi nằm lúc đầu lúc đầu lúc đầu. Trời ơi để chưa. Trời ơi hai ba con. Ba bốn con luôn. Nè nha. Nè dẫn lên cái chọt. Có đây 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 hả? Ừ. Nằm lúc đầu. Nhiều đó.
Không, lấy vợt nhỏ á. Đưa 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 đi. Ngồi dính đi đi. Đó. Đó đó đó, chụp chụp chụp. Đây đó. Đó. Một cái con. Ê, ba con. Được thấy ba con đó hả? Ba là ba con đó. Ừ. Ba con rồi, hết rồi. Hết rồi. Trời ơi, chuột cái nó bự. Đó nè. Ba em. Mùa này mùa sinh sản đó nè ha. Ba em ở nhà, quá ngon. Cái kia cũng nhiều lắm á. Trước kia đi qua cái kia ngon á. Cái bụi gãy lên ba. Nắm nhéo nhéo rồi tớ. Nha. Vì thẳng nó trúng xuống mà. Trúng xuống mà. Nó chục con đồ bài mà nè, còn bài đi đi qua bóng cái phân luôn, quay quá ngon đi tiếp giặt rồi máy hát máy hát hả chọn con đi hay vậy hả nhát bằng cái súng đó. Trời ơi, nát đi bự vậy hả? Trời ơi, nó có đổ. Này to nè. Đổ, mà đổ hết đó hả? Chỗ đường nào? Chỗ lên trên đó. Đâu sao cái này? Để thấy nhít nhít. Thấy nhít là gì? Hả? Không biết. Nó hai thứ gì chút chút luôn. Hết biết bọng chọc dọc luôn mà. Mà dính ấy rồi đó. Hử? Dính. Đúng hả? Đúng rồi. Thì nào nó ra đi cho chụp cho. Một em nhúc nhích. Dễ ăn quá. Còn nhiều mấy bọn ngoài đây đã được chứ. Bọn nào không có trơn trời. Nắm đầu gì nãy đó, nắm đầu rồi lòn tay vô. Bóp vừa thì bóp quá xỉu nữa. Xíu. Tôi quên lấy cái đó dở lên. Ủa anh Tấn, mở kéo hôm xuống anh Tấn. Mấy bên anh á. Mấy bên này nè. Chuồng nhỏ này gà mấy con rồi đó, chuồng lứa. Của cái này mình thừa nó ra thôi, nó chen ra. Bốn năm con nào? Bốn năm con năm số con vậy phải không? Lên phải không? Dạ. Anh em mình lên cái này. Anh em mình lên tình hình gì luôn. Lên vai gì anh vai? Chục lứa lứa này gà 5-6 con đó nha. Gà 5-6 con.
Rồi để mình bằng nha cả nhà. Để mình tắm rửa cái mình bằng xào lăn. Anh em ướp chuột nha cả nhà. Anh em mới mặn xong. Bịch muối hương là thơm hết ba. Thơm ớt. Thơm thiệt. Thơm. Hết rất thơm. Uống lá tương nè. Có nào nữa cho vừa khô làm nước cốt nha, nước cốt họ cho vô chuột cho nó, cho vô chuột rồi lăn cho nó béo. Từ nay làm bằng đậu đậu phộng hay đậu nành, quá nè. Khi nước dừa đâu, giang tới khi nước dừa được, này mà sao lắng mà. Rồi, cái này mình đồ là dĩa cả nhà. Mò chín nè, anh em mình xương xương. Anh ba, chưa chứ anh ba. Thơm không biết cả nhà, thơm. Mà cả nhà nha. Ba anh em mình sao lăng chuột xương xương. Vô vô đi, mời mấy anh em vô cái. Vô đi, cái làm mò chứ. Ơi. Mới xào lăng mới chín cả nhà, tại cấp vừa. Mời cả nhà nha. Hấp dẫn quá. Mềm. Vô mấy anh em ơi. Vô lên đấy. Ngon quá. Vừa ăn luôn. Chịu cái tương vừa ăn luôn. Ngon quá. Ngon. Có gạo sống nè. Nè này mình hái lá cách với có mới gạo sống ngay nè. Lá cách anh ba có cây lá cách tốt dữ lắm. Nó cách cặp vô cũng ngon. Nào đãi đi nhiều mà. Nay mình đổi món này chứ nướng thì nó vừa hoài. Hẹ nó đất làm đi. Hẹ. Rồi mình mời cả nhà nha. Vô nữa ly làm chuột xào lăn nha cả nhà. Này như nãy mình thiếu xả phải không? Ừ. Rồi bởi xả cái đóng luôn mà quên xả. Chặt, chặt phát khoanh với anh chặt khúc à? Chặt vài khúc chặt mới ngon. Khè hết chứ. Vô đi. Vô cái ngon lành cành đào luôn. Thằng này vô đại đi. Ba vô nhiều mà. Vía mà. Bụng nữa coi. Ừ.
phải hết 6 em lứa. Nó nhỏ mềm. Cái đồ kìa. Không được vàng hung nhưng mà tại mình này mình nước cốt dừa mà đâu có vàng như mình khìa được. Mình khìa nước dừa nó mới vàng chứ. Đồ chuột nha cả nhà. Mà cả nhà nghe, trời ơi đồ chuột mập thịt không. Bén quá, mình đãi lớn. Ừ. Thấm. Ngon ghê tướng. Ha. Thấm biết mà. Cái trắng còn hơi trắng nè. Chế nước ngập luôn, lâu hết thôi. Nước vừa ngập mà nó cũng vừa ngập luôn á. Sầu lăng mười nó phải ngon rồi. Về nhà mình vô cái. Bén á. Lứt một cái cục kìa tính. Gì đâu mà. Làm đại không? Nhiều không? Vừa phải sao bỏ vô cái họng sao nhai. Đây có cái họng sao nhai. Ngon mà. Nay ba anh em đi bắt đã thì chứ thọt bóng nào không có tuôn có bọng chín con mà tôi nói có chục mười mấy con thôi. Trời ơi gì đâu mà tuôn hoài mà bọng đó là bọng đó của mình là xảy hết 6 con anh Tức. Nó chen ra là ra. Nó chen ra cái lồng của mình hết 60 lứa nhỏ. Thơm quá anh Tức, thơm hết thơm. Cái đồ này cái này rồi mình vào cả nhà nha, thơm hết biết mà lá cách ngon anh bà, lá cách non hết biết mà. Tớ không ăn lá cách được hả? Ăn được chứ mà được ít lắm, tôi lâu không ăn được lá tại vì nó hơi nhẵn nhẵn á. Có người ít ăn lá cách non hết biết không ngon phải nó nhẵn, không phải nó đắng mà nó hôi chứ ăn được. Nó hôi thì nó hơi nhẵn nhẵn á. Ừ. Xào ăn cũng non quá nha. Ừ, ăn có người ăn được hơi lá này hơi nhẵn nhẵn mà cái này xào cũng ngon. Rồi mình vào cái nhà nha. Cảm ơn Tấn nha. Rồi vô. Rồi mà mấy anh em mình cả nhà mình vô nha. Đã gì đâu. Rồi làm mò đi chứ mò cái làm đùi khác mình trước gì đó. Ừ cái đó đi. Cái này bự dữ lắm. Để nó làm hai lần. Ồ cái nhà mình nha. Trời ơi nó nâu à, nó uống. Cái đồ đó chuột bự á. Nó rung rinh nè. Ngọc răng. Tao lấy ha. Tôi cũng vô mồi cái. Vô cái khúc mình trước rồi. Thịt nghe cái nè. Thịt không điện hỏi thêm đi thịt cái nè. Ăn đứng cho. Khúc này cái khúc mình trước rồi. Rồi mình mời cả nhà nha. Đi đâu phải nấu. Nó thấm ngon quá cả nhà. Thấm ngon gì đâu. Ngon ha. Mấy anh em làm nãy giờ cũng còn nhiều. Ba anh em làm mười mấy con mà làm đã luôn. Ngon. Này quốc tế Bến Ninh Kiều luôn ạ. Hôm nay anh em mình sương rồi cũng xin kết thúc video đây nha cả nhà. Anh em mình chào cả nhà, hẹn cả nhà lại video sau nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Anh em mình hẹn cả nhà lại video sau.